Xe điện mini thiết kế ấn tượng, giá rẻ hơn Honda SH350i. Linh Baobox 2025 phiên bản 140 km có giá niêm yết 37.900 nhân dân tệ, tương đương 123,66 triệu đồng tại thị trường Trung Quốc. Giá của phiên bản 205 km là 41.900 nhân dân tệ, 136,71 triệu đồng. Linh Baobox 2025 giữ nguyên phong cách thiết kế như đời cũ nhưng có một số tinh chỉnh tạo cảm giác gọn gàng và trẻ trung hơn. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt đa giác khép kín cùng với đèn pha hình bầu dục ở hai bên và khe hút gió ngang phía dưới tạo nên vẻ ngoài tươi mới. Nhìn từ bên hông, Linh Baobox 2025 có thiết kế mui treo phổ biến hiện nay giúp xe trông thanh thoát và hiện đại hơn. Phần đuôi xe được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế với cụm đèn hậu gần như hình tròn tạo sự đồng nhất với phần đầu xe. Kích thước của Linh Baobox 2025 lần lượt là 3584, 1475, 1666 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2455 mm, mang đến sự cân đối và nhỏ gọn giúp việc di chuyển trong đô thị trở nên dễ dàng. Bộ la răng đường kính 14 inch. Khoang cabin của Linh Baobox 2025 với cách bố trí 4 chỗ ngồi, thiết kế khá đơn giản. Cụm đồng hồ là màn hình LCD, màn hình giải trí cảm ứng kích cỡ 10,1 inch. Cửa gió điều hòa hình viên thuốc, vô lăng hai chấu tích hợp các nút bấm. Box 2025 được trang bị động cơ dẫn động đồng bộ nam châm vĩnh cửu, với công suất tối đa 41 mã lực và mô men xoắn cực đại 95 Nm, đủ sức đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng. Xe có hai tùy chọn pin lithium-ion phosphate với dung lượng 14,72 kWh và 19,008 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường 140 km và 205 km mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.